Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư một cái sản phẩm bất động sản nữa. Thì hôm nay em xin đưa tất cả các anh chị, các nhà đầu tư đến một cái địa điểm đó là thuộc xã Thị Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Thuộc xã Thị Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, đó là một cái lô đất tràm 3 mùa nha tất cả anh chị. Lô đất tràm 3 mùa, mua về là năm sau khai thác bán luôn nha. Chỉ cần là mua về là khai thác bán luôn. Với diện tích là 4 mẫu 4 nha tất cả anh chị, là 44.000 mét vuông. 4 mẫu 4 thì nó tầm khoảng 4 mẫu 4 á. Thì với mặt tiền lộ kênh 24 nha tất cả anh chị, là tầm khoảng 95m và nhân vô là 500m. Đất rất là đẹp, vuông vức luôn nha. Thì lô đất này nó cách về quốc lộ 62 tầm khoảng 3 km nha tất cả anh chị. Còn cách về Thạnh Hóa tầm khoảng trung tâm Thạnh Hóa tầm khoảng 7 km. Còn về Tân An á thì tầm khoảng 19 đến 20 km nha tất cả anh chị. Đất rất là đẹp nha. Với diện tích là 44.000 mét vuông. Nằm tại xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha. Thì ngoài mặt tiền 95m, lộ là xe tải 8 tấn đi qua được nha tất cả anh chị. Thì phía trước mặt lộ là có một cái con kênh tầm khoảng 19m. Thì ghe 100 tấn là chạy đến nơi luôn nha tất cả anh chị. Ở mé bên tay phải đây là mặt đường nhựa nè. Đây là lộ 8 tấn nè, đây cái bảng 8 tấn để em quay cho tất cả anh chị coi luôn. Đây, cầu kênh 1 nè. Ở mé bên tay phải nè là có một con kênh. Con kênh này ghe 100 tấn là chạy tới đất. Mặt tiền 95m nha. Và cách Tiền Giang chỉ có 2km thôi. Chạy về Tiền Giang rất là gần nha. Có tràm 3 mùa luôn. Thì để em tí nữa em sẽ quay cái địa điểm để ghe mà đi vô đất như thế nào nha. Ghe 100 tấn chạy tới đất nha tất cả anh chị. Rồi để em quay xuống tràm nè. Ngay chỗ này là mí ranh nè. Thì xuống đây mương đó. Cái bên phải là có bờ mương. Để em xuống hơi khó khăn tí. Thì lô đất này rất là thích hợp cho mình có thể mở nhà máy hay là mình đầu tư nha tất cả anh chị. Thì em cũng xin cập nhật giá bán luôn. Giá bán chính chủ là 9 tỷ 2 cho 4 mẫu 4, 44.000 nha tất cả anh chị. 9 tỷ 200 triệu nha. Thì các anh chị cảm thấy cái lô đất này ưng ý á, thì anh chị hãy gọi vào số điện thoại 0828367167 để được tư vấn. Em là Quỳnh Thọ nha tất anh chị. Thì giá 9 tỷ 200 triệu này các anh chị sẽ được gặp chủ và thương lượng trực tiếp với chủ nha. Và tính ra thì giá chỉ có 209 triệu trên một công thôi nha tất anh chị. 209 triệu trên công với lô đất cách quốc lộ 62 tầm 3 km và xe tải lớn vô đất nha. Còn đây là tràm đây nè, trên màn hình tất cả anh chị, đây là tràm 3 mùa nha. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó bự lắm nha tất cả anh chị. Tại quay lên màn hình nó nhỏ xíu vậy đó chứ nó lớn lắm đó. 3 mùa mà, năm sau là canh tác, mua rồi là rải phân luôn, bán là mua rồi rải phân, năm sau bán luôn nha. Mẫu tính rẻ thôi, 100 triệu mẫu, 4 mẫu 4 hết 440 triệu rồi. Cực kỳ rẻ nha, mua giống như là giảm giá luôn nha. Hàng khuyến mãi 440 triệu đó. Đây là mặt tiền đường nè.
Đây các anh chị nhìn nhìn qua nha, thì trên màn hình đó các anh chị, đó là con kênh đó, con kênh này tầm khoảng 19 mét, thì xe ghe 100 tấn là tới đất được ngang tất các anh chị. Rất là đẹp nha. Mặt tiền tầm khoảng 95 mét, nhân vô 500 mét hơn nha các anh chị, 500 mét hơn. Thì lô đất này giá cực chuẩn nha các anh chị, giá cực im luôn, có mặt tiền rộng và có tràm nữa, có tràm 3 mùa luôn. Mua về là mình sở hữu và năm sau bán luôn nha. Với giá tràm thị trường hiện tại thì em tính bèo thôi, 100 triệu cho một mẫu nha tất anh chị, tính bèo nhèo luôn đó. 100 triệu trên mẫu, 4 mẫu tư này mình bán được là 440 triệu rồi. Nha, đây còn là mặt tiền con kênh nè. Các anh chị nhìn thẳng nè. Thì đó là con kênh đó, hướng về Bến Kè nha tất anh chị. Ghe 100 tấn hướng về Bến Kè. Thì mình chạy về Bến Kè rồi ra vòng ra sông Dầm Cỏ Tây á tất cả anh chị. Lô đất này giá cực đẹp nha. Đi mình có thể đi ghe hoặc là mình đi xe tải tới cũng được. Đường là đường 8 tấn nha tất cả anh chị. Rồi em quét lên màn hình tất cả anh chị nè. Ngang là 95 m, nó không quét thiếu miếng. Thì nó chạy dài xuống là 500 m hơn đó, năm đây bên đây là 508 m. Đó, quét nó là như vậy đó nha tất anh chị. Nói chung thì các anh chị ưng ý thì sẽ được coi giấy tờ thì nó sẽ chuẩn hơn nha. Còn đây khoảng cách đó, từ ngay chỗ số 1 đến số 2 là chỗ đất đó, tới quốc lộ 62 là tầm khoảng 3 cây mấy á. Đây là đo từ đây là đi theo đường chim bay luôn nha tất anh chị, khoảng 7 cây mấy tới trung tâm Thạnh Hóa nha. Còn về tới Tân An thì chỉ có 18 cây rưỡi thôi nha tất anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp luôn. Rồi các anh chị khu vực Sài Gòn thì đi tới đất thì cộng thêm nha tất anh chị, thì về Tân An là tầm 30 km nữa, cộng thêm 18 km nữa là các anh chị Sài Gòn về tới đất là khu vực Tân An là chỉ có 50 km thôi nghe tới các anh chị. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo, và xin chào tất cả các anh chị.